Chào các bác, cách đây khoảng độ chục ngày thì em có về được hai cặp S312 và S312 25 mã. Thì mấy anh em đến cũng lấy hết luôn. Đấy, thì mấy anh em đến sau thì không còn. Hôm nay em về tiếp một cặp S312 25 mã. Đấy, anh em là hôm trước mà mua trượt thì liên hệ ngay cho em nhé. Thì cặp hôm nay thì nó là cặp màu màng loa nó màu bạc. Anh em nào xem lại kênh của em cách đây khoảng một tuần chục ngày ấy, thì em có lên S312 25 mã màu sari màu đấy. Còn đây là cặp màu bạc thùng đen. Cặp này sở hữu bát 30 thì về đường kính thì nó cũng không có cái gì cả. Bát 30 thì rất là nhiều loa bát 30, nhưng cặp này thì nó là dòng stereo với cái dòng monitor là hai cái dòng chuyên cho những cái phòng thu âm, kiểm âm. Do đó cái chất âm nó thì đương nhiên là nó phải hay rồi. Không hay thì không thể kiểm âm được. Kiểm âm ở đây là viết tắt, nói tắt. Kiểm là kiểm tra âm thanh. Đấy, muốn kiểm tra được âm thanh thì chắc chắn là loa nó phải chi tiết. Các cái giải âm nó giải nào ra giải đấy thì nó mới gọi là kiểm được âm. Đây hôm nay em sẽ test thử cùng một con Omni đàn ông 1500 AE. Với con 1500 AE này thì đánh ok nha các bác nhá. Do đó thì anh em có những cái dòng tương tự thì cứ vô tư đi. Ví dụ như 580D, 780D, 590, 880D, 890D, 1500R, 1500R Mark 2. Đấy, thậm chí kể 390 4 là mã luôn nhá. Dòng Stereo này nó lại hay cái đấy. Đây các bác đang nhìn này, Stereo Series S312 Mark đôi. Cặp loa dáng bát 30 nhưng mà nó lại thiết kế dáng cây, nhìn nó rất là bề thế, bề ngang to, cao khoảng 1 mét, rất là hoành tráng. Cặp loa đẹp kết hợp với cả một đôi loa kết hợp với một con Omni thì cũng rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn nhé, không thể nào mà đẹp hơn được nữa rồi. Em phối cái con này Omni 1500 AE, mặt nó là mặt bạc. Nó rất là phù hợp tông sượt tông luôn với cả cặp loa. Đương nhiên là cái này cũng là trùng hợp thôi, nhưng mà tiếng nó đánh rất là hợp lý. Cấu hình hợp lý, tiếng hợp lý. Anh em nào mà thích JBL thì liên hệ với em. Một cặp loa chất đáng để chơi và sưu tầm. Đấy. Còn anh em làm thích sạc Win Vega thì hay, bây giờ đến em thì cũng rất là nhiều luôn. Đằng sau, đằng trước rất nhiều sạc Win Vega. Bây giờ mời các bác nghe thử chất âm của cặp này. Cặp này nó là gân bát, gân cao su, rất là chất, tiếng bát lực và mềm. Yeah.
Chú Ngựa Giá Rẻ xin kính chào quý khách. Hôm nay là 25 tháng 5 năm 2019. Sau đây mình xin